mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Mọi người nhìn thấy cái background này thì cũng biết là video ngày hôm nay của chúng ta sẽ nói về thời trang rồi. Và cái giá kệ để quần áo của mình ở ngay đằng sau đây thì không biết mọi người nhìn thấy không, là nó đang có khá là nhiều những cái màu sắc khác với mọi khi những cái video mà mình chia sẻ với mọi người. Bởi vì trong video ngày hôm nay ấy, thì mình muốn chia sẻ đến mọi người một cái chủ đề, đó là về màu sắc. Những cái màu nào đang là trend, đang là xu hướng trong năm 2022 này và nó sẽ kéo dài đến năm 2023, thì chúng mình có thể chọn mua những cái sản phẩm như vậy để có thể mặc được cái thời gian nó dài hơn. Về màu sắc ấy thì mỗi năm thế giới thời trang nó sẽ đổi một kiểu và nó sẽ có những cái màu khác nhau. Thế nhưng mà trong cái thời gian mà nghiên cứu để làm ra những cái sản phẩm cho cà phê ấy, thì Su đã tổng hợp lại được những cái màu mà hiện tại nó đang là trend nhất cũng như là dễ mặc nhất cho cái làn da châu Á của chúng mình. Đương nhiên thì trong tất cả các cái tuần lễ thời trang thì nó sẽ có rất là nhiều những cái trend mà mình sẽ để ở đây cho mọi người. Thế nhưng mà trong những cái trend đó thì không phải là cái màu sắc nào chúng mình cũng có thể mặc được. Bởi vì nói thật ra là chúng mình là những người bình thường và mặc đồ quần áo để đi làm, đi chơi hàng ngày, chứ không phải là để ở trên sàn diễn hay là làm cái gì quá nổi bật. Thế nên là từ những cái màu sắc đó, Su chọn ra những cái màu mà dễ mặc nhất với cái làn da châu Á, làn da có cái ánh vàng, cũng như là chủ yếu là Su thấy những bạn theo dõi kênh của Su rất nhiều bạn da ngăm. Rồi là những cái màu sắc đó thì mình sẽ có thể là phối kết hợp với những cái món đồ thường ngày của mình để tạo thành một cái bộ đồ nó mang hơi hướng mới mẻ hơn, thế nhưng nó vẫn dễ ứng dụng trong đời sống. Và thôi không nói nhiều nữa, chúng ta cùng bắt đầu luôn với cả những cái bộ quần áo ngày hôm nay nhé. Ok, thì ở trên giá này Su đã sắp xếp hết tất cả những cái màu mà Su muốn chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay. Có lẽ là chúng ta sẽ đi từ cái màu mà nó nổi bật nhất đi. Bởi vì bây giờ đã là mùa hè rồi và Su nghĩ mọi người cũng sẽ rất là thích những cái tông màu nổi bật cho những cái chuyến đi chơi của mình. Thế nên cái màu đầu tiên mà Su muốn chia sẻ với mọi người ấy, đó là cái màu cam. Thì ở đây Su có hai cái sản phẩm màu cam muốn chia sẻ. Thì hai cái màu cam này thì nó khá là khác nhau. Cái màu cam ở phía bên này thì nó mang cái tông cam đậm hơn, nhưng mà phía bên này thì nó mang cái tông ám màu vàng hơn, kiểu hơi màu nghệ. Thế nhưng mà về lý thuyết thì hai cái màu này nó vẫn là thuộc phạm trù màu da cam. Để mà nói về cái màu cam thì chúng ta sẽ đi trước cái sản phẩm mà nó có màu cam nhiều hơn đi. Thì đây là một cái màu cam khá là đậm và nó được pha với cả tông màu đất. Thế nên mọi người nhìn thấy nó sẽ không bị quá là chóe, không bị quá nổi bật. Kiểu cơn lốc màu da cam thì nó không phải là cái màu cam kiểu đó, mà nó sẽ có cái độ trầm hơn. Và cái màu mà nó mang cái hơi hướng tông đất như vậy thì nó sẽ phù hợp với những người mà có da ngăm, da châu Á. Kiểu điển hình như Su thì mọi người có thể nhìn thấy ở trong video lần trước thì Su cũng chia sẻ mọi người một số món đồ rồi. Nhưng mà đối với cả một cái đồ màu sắc như thế này thì mình sẽ mặc nó như thế nào? Bình thường thì Su cũng không hay mặc những cái màu quá nổi bật. Mọi người xem nhiều video của Su về thời trang thì mọi người cũng biết. Thế nhưng cái tông màu cam này thì bản thân Su nghĩ nó là một cái màu rất là dễ mặc. Bởi vì nó đã thiên về cái tông màu đất rồi và nó sẽ không bị quá là chóe chóe loe lên. Thì cái thiết kế váy này nó là một cái thiết kế váy suông. Mọi người có thể mặc suông kiểu như vậy trong mùa hè cho nó thoải mái đều được. Nhưng nó cũng có một cái đai đi kèm như thế này. Thì nếu như mà mình muốn là tôn cái vòng eo của mình hơn thì mình sẽ sử dụng cái đai này để mình thắt tự do vào trên lưng của mình. Ví dụ như cách Su làm ấy thì Su hay thắt lệch lệch sang một bên. Tùy cái sở thích thì mọi người có thể là thắt nơ vào đằng sau, hay là ở đây thì mọi người buộc nơ, nhưng Su sẽ buộc một cách đơn giản như thế này. Ở cái phần cổ váy phía này thì nó có cái độ xếp ly, và khi mà mình thắt cái vòng eo của mình lại, cái xếp ly này nó sẽ tạo thành những cái nếp, làm cho váy có cái độ bồng xòe tự nhiên. Váy này thì không phải là kiểu váy dáng chữ A xòe thẳng, mà nó sẽ hơi rộng rộng một xíu thôi, và nó tạo nên một cái nét thanh lịch rất là dễ chịu. Váy này thì có thể mặc đi chơi hay là mặc đi làm đều được. Ngoài ra thì váy còn có một cái điểm nhấn nho nhỏ nữa, đó là cái hàng cúc ở phía bên này và cả phía bên này nữa. Là cái cúc này thì nó là cái cúc kiểu gỗ và nó có hơi có vân một xíu, thì nó tạo ra cho cái váy một nét khá là mộc mạc tự nhiên. Thì thường cái váy này Su sẽ mặc vào những cái buổi mà đi chơi ở ngoài biển, xong rồi Su xách thêm một cái túi cói. Cảm giác nó rất hợp với những cái cúc ở phía bên này. Và cái dây này thì không biết mọi người là thường làm như thế nào với những cái dây đai váy mà nó được thắt tự do như thế này. Ngoài việc là có thể là buộc vào eo như vừa rồi thì Su còn kiểu hay buộc lên tóc giống như kiểu là một cái khăn tơ pần nữa. Nếu như bạn nào tóc dài thì mọi người có thể thắt dài ra phía sau. Nhưng với Su, bây giờ Su đang tóc ngắn thì Su sẽ buộc lên như vậy.
Với những cái tông màu nổi như thế này thì cách Su hay làm đó là mix cùng với cả những cái món đồ màu sáng, màu tươi. Ví dụ như ở đây thì Su mix cùng với cả một cái chân váy màu trắng này, kèm theo đó là cái dép sụp này cũng màu trắng luôn. Thì cảm giác Su nghĩ là khi mà mình mix những cái màu mà nó tươi sáng như này cùng với cả màu trắng, nó sẽ tạo nên cái sự năng động, tươi trẻ và mới mẻ hơn. Áo này thì nó là một cái áo mà nó có cái phần chun ở thân, là mọi người thấy là nó chạy chun rất là nhiều. Thì mình có thể mặc cái kiểu như là cổ V thế này, hoặc là kéo một cái bên nó hơi lệch xuống vai một tí, kiểu như vậy cũng xinh đúng không? Này, hoặc là Su sẽ kéo cả hai bên vai xuống, nó sẽ giống như kiểu là một cái áo hở vai ấy. Thì đây là một cái item mà Su rất là thích của hãng Monilista. Tuy nhiên thì cái áo này Su mua từ rất là lâu rồi, không biết là bây giờ hạn có còn không. Su sẽ để link ở bên dưới phần mô tả cho mọi người xem. Nhưng mà đến cái mùa hè năm nay ấy, Su thấy là hãng ra rất là nhiều những cái sản phẩm khác mà có cực kỳ nhiều màu. Và trong những cái màu mà hãng Monilista ra năm nay ấy, thì có một cái màu nữa cũng ở trên cái giá đồ này, thì đó là cái màu hồng hopping. Tuy ở đây Su không có cái đồ của Monilista, nhưng mà Cafe Studio của Su thì cũng có cái sản phẩm màu như vậy. Đây là một cái màu hồng mà Su nghĩ là chắc đến thời điểm bây giờ mọi người đã nhìn thấy khá là nhiều ở trên những cái thương hiệu bán hàng, bán quần áo khác rồi đúng không? Một cái màu hồng rất là nổi bật. Thì đối với cả làn da mà kiểu hơi ngăm, da châu Á như Su ấy, thì Su sẽ chọn những cái màu hồng mà nó cũng có cái ngả tông trầm như vậy. Bạn nào trắng thì mọi người có thể là chọn cái màu sắc nó tươi hẳn, rực rỡ hẳn. Nhưng nếu như mà da mà ngăm quá, mọi người mặc cái màu đó nó sẽ tạo ra cái sự đối lập khá là Su cảm thấy là nó khá là nhức mắt. Kiểu da của mình nó không phải là đen bóng bẩy để mà nó tôn lên được cái màu đó, giống như kiểu cái màu hồng của Valentino năm nay. Thế nhưng mà nếu như mình muốn theo trend, mình muốn thử sức với cả những cái màu mà nó nổi như vậy thì mọi người hoàn toàn có thể thử với cả màu hồng hopping, nhưng mà nó có cái tông ngả đất nha. Nói chung thì màu hồng là một cái tông màu mà đại diện cho cái sự ngọt ngào, nữ tính, dễ thương rồi đúng không ạ? Không biết mọi người nhìn thấy Su thay sang màu này có Su có thấy là Su ngọt ngào, dễ thương hơn được tí nào không? Nhưng mà khi mà Su mặc cái màu này vào thì cảm thấy là mình không thể nào mà kiểu làm mặt lạnh hay là ngầu được, mà mình sẽ phải dịu dàng nữ tính cho nó phù hợp với cái màu. Thì cái váy này của Cafe Studio là một cái váy suông, và ở cái phần vai của váy thì cũng khá là giống cái áo vừa nãy Su chia sẻ với mọi người. Nó là cái phần vai chun, nên là mọi người có thể mặc cái kiểu cổ vuông như thế này, hay là mọi người bẻ ra để làm thành cái bệt vai đều được nha. Nó rất là dễ thương như vậy. Và đương nhiên là sẽ không thể thiếu một cái chi tiết kiểu signature của Cafe, đó là cái dây đai đi rời này. Mọi người có thể thắt là làm dây lưng, hay là mọi người thắt làm dây buộc tóc, hay là băng đô như vừa rồi Su làm đều được. Thì với một cái váy kiểu như thế này thì Su nghĩ là mọi người có thể mặc được 4 kiểu. Đó là như thế này, buộc dây, xong rồi làm bệt vai buộc dây, hay là bỏ dây ra. Đó, thì có thể mặc được 4 kiểu rồi. Ngoài ra còn có thể sử dụng cái dây này để mà làm đai tóc. Hay là đối với Su ấy, khi mà Su đi biển ấy, thì Su hay buộc cái dây này vào cái cổ tay của mình. Mọi người biết để làm gì không? Để Su chụp hình cho nó đẹp. Vì cái đây là một cái váy suông, thì lúc mà Su kiểu pose dáng ấy, Su sẽ xoay như vậy, thì cái dây nó sẽ bay bay. Nó bay theo gió, Su sẽ buộc một bên ngắn, một bên dài. Đó, nó bay theo gió và kiểu mình pose hình nó sẽ rất là dễ thương. Thì đây là một cái tông màu mà Su nghĩ là với những cái chuyến đi chơi mùa hè, mọi người có thể thử sức với nó. Chúng ta sẽ đi đến tiếp một cái màu tiếp theo nha. Thì ở đây Su có một dải màu xanh. Đầu tiên là màu xanh trái bơ. Thì Su gọi đây là cái màu xanh bơ bởi vì là ở trong lòng quả bơ ấy thì nó sẽ có cái màu xanh mà nhạt nhạt như vậy. Tuy nó sẽ có những cái tông màu sáng hoặc là tông màu đậm khác nhau, thế nhưng mà mình vẫn sẽ có thể là lựa chọn những cái màu đó sao cho nó phù hợp. Đầu tiên thì ở đây Su có một cái áo thun mà màu nó xanh kiểu khá là sáng. Màu xanh này thì Su nghĩ là không phải là da nào cũng có thể mặc được. Phải nói thật là như vậy, bởi vì nó khá là sáng, và khi mà đặt lên da nếu như mà mình không make up ấy thì nó sẽ có cái sự đối lập. Và nhiều khi bạn nào mà có cái làn da mà kiểu bị tái thì nhìn mình sẽ xanh xao hơn. Tuy nhiên thì Su vẫn sẽ mặc thử để cho mọi người xem cái cách mix đồ. Với cái màu xanh mà có tông sáng như vậy, nó đòi hỏi mọi người phải có cái sự cẩn thận trong việc là
make up này hay là phối đồ. Ví dụ như ở đây Su đang phối với cả cái chân váy trắng, khi nãy thì nhìn nó khá là sáng, nhưng mà Su sẽ thử cho mọi người lên với một cái chân váy đen. Thử cái chân váy đen này lên thì tổng thể cái set đồ của mình nó kiểu có cái cảm giác là nó sẽ ở một cái độ nào đấy nó bị dìm xuống. Thì Su nghĩ là với những cái tông màu kiểu nó tươi như vậy, mọi người nên mix cùng cái màu trắng thì sẽ tạo cảm giác là sáng sủa hơn, như vừa nãy Su có nói với mọi người rồi. Tuy nhiên thì cái màu xanh này đối với bản thân Su thì Su thấy là nó khá là kén da, kể cả da của Su và hiện tại cũng có đang make up thì Su thấy là cũng khá là khó mặc. Nếu như mà mix cùng quần jeans thì cũng phải mix cùng quần jean màu sáng, còn nếu như mặc quần màu đậm thì có vẻ là nó không hợp lắm. Nhưng đối với cả những cái màu cũng là kiểu xanh quả bơ nhưng nó hơi có cái độ đậm, nó pha cái màu hơi đen xuống, trầm xuống một xíu thì Su thấy là dễ kết hợp và nó sáng da hơn. Thì với cái tông màu mà nó trầm như thế này thì Su thấy là cảm thấy mình tự tin hơn trong cái việc mình mix cái gì. Với cái áo Su đang mặc kết hợp với cả chân váy trắng này và giày trắng thì Su nghĩ là mình sẽ có thể là mix thêm một cái màu xanh nữa cũng vào cái bộ đồ của mình. Thì thường là Su sẽ mix thêm một cái màu xanh lá đậm hơn vào bộ đồ thì nó sẽ tạo cái điểm nhấn, nhưng nó vẫn không kiểu bị như là bị lạc màu, lạc quẻ quá. Bởi vì khi mà mình mặc những cái đồ mà nó theo cái tông màu nó đậm dần và nó cùng trên một dải màu ấy thì nó sẽ tạo ra cái sự hài hòa cho set đồ của mình. Thì cái túi này cũng là một cái item mà Su muốn chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay, bởi cái màu sắc của nó cũng là một cái màu mà đang có ở trên áo quần ở đây ngày hôm nay, thì đó là màu xanh lá đậm. Thì vào cái mùa hè năm nay thì Su thấy là mốt có rất là nhiều những cái màu xanh lá. Thế nhưng mà có rất là nhiều hãng thì họ làm cái màu xanh lá khá là tươi, kiểu đậm giống như là một cái lá luôn ấy. Thì bản thân Su thấy là những cái màu đó nó cũng rất là thu hút, nó rất là trendy. Thế nhưng mà nếu như mà mình mặc màu đấy mà mình không make up hay là mình không có chỉnh chu trong tất cả cái tổng thể của mình ấy thì thôi rồi luôn, thì mình kiểu bị tối hù ở trong cái bộ đó. Thì cái cách của Su đó là Su hay chọn những cái màu xanh lá vào cái phụ kiện, ví dụ như là giày hay là túi sách, để mà mình điểm xuyết cho cái bộ đồ của mình thôi. Và cái tông màu Su chọn nó cũng sẽ có cái độ trầm xuống để cho nó không bị quá là chói lọi. Nói tới phụ kiện màu xanh lá ấy, thì ngoài túi sách màu xanh lá thì Su cũng có thêm những cái món đồ khác mà nó sặc sỡ, nó rực rỡ hơn dành riêng cho mùa hè. Thì đây là một cái đôi giày mà nó được phối khá là nhiều những cái màu sặc sỡ, và cái màu chính của nó là có màu xanh lá và màu xanh coban. Thì Su nghĩ là cái kiểu như thế này nó cũng sẽ rất là dễ kết hợp với những cái bộ đồ. Ví dụ như là cái set đồ Su đang mặc đây cũng khá là thích hợp để mình mix thêm những cái màu nó sặc sỡ hơn vào. Thử cho mọi người coi nhá. Nó có một cái sự điểm xuyết cho set đồ của mình, nhìn vẫn rất là sáng và mình vẫn có thể đưa những cái tông màu trendy vào trong bộ đồ. Ngoài ra thì Su cũng có thể xách thêm cái túi này nữa, mặc dù ở trên người Su hiện tại đang có khá là nhiều màu. Màu xanh này là nhạt nhất, màu tiếp đến là màu xanh ở trên giày, và cuối cùng là màu xanh ở túi là đậm nhất. Thế nhưng nó vẫn đi theo một cái dải màu là từ đậm đến nhạt của cùng một tông màu, nên là nhìn nó sẽ không bị mình quá là sặc sỡ, loẹt loẹt hay là tắc kè hoa. Đã có túi sách và giày dép với tông màu xanh lá rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến áo quần, váy áo nha. Thì đây là một cái váy mà đã chia sẻ với mọi người ở trong video lần trước, những món đồ phù hợp với làn da ngăm rồi. Thì bạn nào xem video của Su chắc cũng đã nhìn thấy nó. Thì đây là một cái thiết kế váy mà nó sẽ phù hợp với những bạn vừa da ngăm mà còn vừa ngực lép nữa, bởi vì ở đây nó có một cái túi hộp để nó giúp mình là phồng, làm đầy cái phần ngực của mình lên hơn. Thì váy này chắc là Su sẽ không mặc lại đâu, và Su sẽ để lại link video lần trước ở phía trên và phía dưới cho mọi người click và mọi người xem thêm nhé. Tông màu của váy thì khá là trầm, khá là tối, nên là khi mặc ấy thì mọi người hoàn toàn có thể mix thêm những cái màu mà nó sáng hơn để làm cho bộ đồ của mình nổi hơn. Ví dụ như là với cái đôi giày như Su đang đi đây, mọi người hoàn toàn có thể mix váy này nha. Hoặc là mọi người có thể mix thêm một số những cái phụ kiện màu trắng lên cái đồ này để tạo ra cái sự đối lập nổi bật nha. Đi qua cái váy này thì Su muốn chia sẻ tới mọi người cái chân váy đi. Thì đây cũng là một cái chân váy mà nó ở cái tông xanh trầm, tuy nhiên nó sẽ có cái độ sáng hơn cái váy này. Đó. Màu này thì như kiểu là xanh lá và đổ thêm màu nâu vàng, nó có cái ám vàng hơn, sáng hơn. Đây, một set đồ mà mọi người có thể vừa trendy vừa xu hướng, rất là sành điệu thời trang mà vẫn mặc đi làm công sở được.
Thì hiện tại Su đang mix cùng một cái sục nó khá là thoải mái, nhưng mà nếu bạn nào đi làm ở môi trường mà cần phải cái sự thanh lịch lịch sự hơn thì mọi người nên mix cùng với cả giày có quai hoặc là giày cao gót nha. Nói thật với mọi người là hôm qua đang quay video thì mất điện cái pục, thế là không còn quay được cái gì nữa, mà hôm nay thì mình phải quay tiếp. Nên tổng thể cái nội dung ngày hôm qua đang nói đến đâu thì mình cũng không nhớ lắm. Nhưng có thể là chúng ta đang nói đến cái đoạn là mình có thể mặc được cái màu khá là trendy như thế này để đi làm mà nó vẫn an toàn, không quá là nổi bần bật, nhưng mà mình vẫn rất là hợp thời, hợp xu hướng, hợp thời trang. Thì nói đến những cái tông màu mà mình có thể mặc đi làm mà vẫn xu hướng ý, thì bên cạnh cái màu xanh xanh lá cây mà nó đậm như thế này thì còn một cái màu nữa cũng rất là hot trong năm nay, đó là màu xanh coban. Thì ở đây Su đang có một số những cái item mà nó thuộc cái line màu xanh coban. Thật ra là cái màu xanh coban ý, thì nó sẽ đậm hơn, nó sẽ xanh hơn như thế này. Và thường thì Su thấy ở các hãng thời trang hay là các bạn đang ở trên Instagram bây giờ thì mọi người sẽ sử dụng nó ở những cái chất liệu kiểu như là nỉ này, thun này, hay là ở những cái phụ kiện như là da. Thế nhưng mà Su cảm thấy là những cái màu đó nó bị hơi chói so với những cái công việc mà mình mặc thường ngày để đi làm hoặc là đi ra đường với những cái cuộc sống đời thường ấy. Thế nên đối với bản thân Su, khi mà chọn màu xanh coban cho những cái thiết kế áo quần của mình thì Su chọn nó ở cái chất liệu denim. Thì denim sẽ có rất là nhiều những cái kiểu màu mà nó đậm như thế này. Ở cái giải màu của denim thì bên cạnh là màu màu trắng này, màu đen này, hay là những cái màu xanh nó kiểu màu xanh sáng, nó hơi bạc bạc, thì mọi người có thể chọn cái tông màu mà nó đậm như thế này. Nó vẫn thuộc cái kiểu line màu màu xanh coban, thế nhưng mà nó ở chất liệu denim thì trông nó sẽ có cái cảm giác là casual hơn, đời thường hơn, mình có thể mặc đi chơi, đi làm đều được. Đó, ở đây Su có một cái chân váy như thế này, thì cái chất liệu denim nó sẽ làm cho mình có cảm giác trẻ trung hơn. Kiểu dáng của hai váy thì đều là midi, nó dài cũng tương đương nhau đúng không? Nhưng mà với cái váy màu xanh này thì Su cảm giác là thanh lịch để đi làm hơn. Còn nếu như mọi người muốn đi chơi ấy, thì sẽ phải mix với cả một cái áo mà nó năng động hơn, hoặc là nó có cái độ hở hơn. Nhưng khi mà mix cái chân váy chất liệu denim này vào thì mình sẽ biến luôn cái bộ đồ này của mình thành cái một bộ đồ rất là năng động. Đó, mọi người thấy không, chỉ cần thay cái chân váy thôi. Tổng thể set đồ thì Su vẫn giữ nguyên cái áo và đôi giày lúc nãy, thì nhìn mình đã có cái nét khỏe khoắn hơn, bởi vì ở cái chất liệu này nó có cái sự thô mộc, có cái sự khỏe khoắn. Ngoài ra thì Su cũng có thể chơi màu thêm, Su phối thêm những cái phụ kiện khác mà nó có cái màu tương đồng vào. Như khi nãy thì có chia sẻ với mọi người cái đôi giày này á, nó cũng có cái màu xanh coban khá là tương đồng với cả cái chân váy, thì Su có thể thay cái đôi giày này vào đây để tạo cảm giác summer, mùa hè hơn. Trông ok đấy chứ đúng không mọi người? Thì với cách mà mình sử dụng chất liệu và mình kết hợp, mình hoàn toàn có thể là đưa một cái bộ đồ từ đi làm cho thành đi chơi hay là đi dạo phố với bạn bè đều được. Thì đó, thì mọi người có thể là lựa chọn những cái màu mà nó chất liệu denim mà nó đậm như vậy để có thể là sử dụng đi làm. Ví dụ như là chiếc quần denim này thì Su cũng đã phối cho mọi người ở trong rất là nhiều những cái video khác rồi. Hoặc là như cái váy này thì ở trong video mà mặc đồ đi làm ra biển này thì Su cũng đã chia sẻ với mọi người, mình hoàn toàn có thể là mặc nó tới nơi đi làm, tới nơi công sở, rồi mình phối thêm những cái phụ kiện vào để cho nó có cái điểm sáng hơn cho set đồ, và mình mặc nó để đi chơi buổi tối, đi dự tiệc đều được. Thì đây là một cái tông màu mà Su nghĩ là trong mùa hè này mọi người nên sở hữu ở trong tủ đồ. Và chắc chắn, Su nói chắc chắn là trong năm sau hoặc là năm sau nữa, mọi người hoàn toàn vẫn có thể là sử dụng lại cái tông màu này, sử dụng lại cái món đồ này, bởi vì nó sẽ không thể nào lỗi mốt được. Tiếp theo đến một cái tông màu nữa mà cũng khá là dễ phối, khá là dễ mặc, phù hợp với nhiều màu da, đó là màu mocha. Màu mocha này thì nó sẽ là cái màu mà kiểu hơi nâu. Nếu như bạn nào hay uống cà phê thì mọi người sẽ thấy là nó khá là thiên về cái màu cà phê hơi sữa sữa một tí. Thì cái tông màu này nó cũng rất là dễ kết hợp với những cái màu trung tính như là trắng, là đen, và nó cũng rất là tôn da cho cái làn da châu Á. Ở đây Su đang có hai món đồ thuộc cái tông màu mocha này, thì là một cái chân váy và một cái áo. Thì lười quá không muốn thay đổi nhiều nên là Su sẽ thử luôn cái chân váy này lên cái áo mà Su đang mặc vừa nãy với hai cái chân váy để cho mọi người coi.
Với cái váy tông màu như thế này thì mọi người có thể phối phụ kiện mà ví dụ như là giày thì nó sẽ là cùng màu với áo, hoặc là phối phụ kiện mà nó có tông nâu cùng màu với cả váy. Ở đây thì Su đang có thêm hai cái đôi giày nữa. Hai đôi giày này thì nó cũng không phải là match màu hoàn toàn, không phải là hợp màu hoàn toàn với cả cái chân váy này, thế nhưng mà nó cũng là cái tông thiên nâu ấy. Su sẽ thử cả hai đôi lên xem là màu nào nó sẽ hợp hơn nha. Với cái đôi dép sụp kiểu này thì Su thấy là mặc dù màu của nó không phải là đồng màu lắm, nó thiên về nâu ấm hơn, còn cái màu mocha này thì nó sẽ là nâu hơi lạnh. Thế nhưng mà khi mà soi gương thì Su thấy tổng thể nó vẫn rất là ổn, không hề bị lạc quẻ. Thì nếu như mà mix như này, Su sẽ xách thêm một cái túi kiểu nó đồng màu hơn với giày ấy. Nhìn tổng thể cả cái set đồ của mình nó sẽ có cái điểm nhấn và cái sự tương đồng. Thì cái chân váy này nó được thiết kế kiểu bất đối xứng, đằng trước nó sẽ ngắn hơn và đằng sau dài hơn, để mọi người nhìn thấy là nó kiểu xòe xòe như thế này. Cái này váy này là mình có thể mặc đi làm đi chơi đều được nha. Và ở phía sau lưng váy thì nó sẽ là cái thiết kế chun như vậy, thì để kiểu mình thoải mái phù hợp hơn khi mà mùa hè mình kiểu không muốn mặc cái gì nó quá là bó, mình sẽ hơi khó thở ấy. Và nếu như là mình mặc áo thun, mình che cái phần chun này đi thì trông vẫn rất là lịch sự. Nó còn có hai cái túi ở đây nữa. Và lúc mà di chuyển ý, thì cái váy nó sẽ tạo cái độ bay bay bồng bồng, rất là dễ thương. Rồi thử sang một cái đôi giày mà nó lịch sự hơn nhé. Cái đôi giày mà Su vừa thử thì nó sẽ kiểu là sụp để đi chơi, nhưng mà khi mà mình thử vào cái đôi giày đây, giày kín này và có cả quai, có cả gót ở đằng sau, thì trông cái set đồ lịch sự hơn rất là nhiều, đúng không mọi người? Thì set đồ này mọi người có thể là thay phụ kiện để đi làm được nha. Thì đó là cách mà Su phối đồ với cả chân váy. Còn đối với áo ấy, thì mọi người như ở đầu video Su có nói, thì với những cái tông màu trầm như vậy, mình cũng có thể là mix cùng với cả những màu sáng hơn để làm tổng thể set đồ của mình trông nó được năng động tươi mới. Thế nhưng mà với những bạn mà không thích kiểu mặc quần màu trắng hay là chân váy màu trắng, mọi người vẫn hoàn toàn có thể kết hợp được chân váy màu trầm với những cái màu trầm như vậy để tạo ra một cái tổng thể năng động. Thì cách của Su đó là mình sẽ kết hợp cái áo này cùng với cả một cái chân váy ngắn và nó có cái độ xòe rộng. Đó, thì nếu như mà mọi người muốn mix màu tối với màu tối thì vẫn được thôi, không phải là không được. Nhưng nếu để muốn trẻ trung hơn, năng động hơn thì mọi người cần chú ý những cái chi tiết làm thế nào để tổng thể cái set đồ nó có cái sự phù hợp cũng như là tôn lên cái dáng của mình, tôn lên cái sự trẻ trung. Thì với set đồ này Su sẽ chọn cũng một cái giày màu tối đi. Ví dụ như đây Su có một đôi giày kiểu Mary Jane, có nghĩa là nó những cái đôi giày mà nó có cái phần quai ở đây hoặc cái phần quai ở cổ chân ấy, nhìn trông sẽ điệu đà và nữ sinh hơn. Thì đây là một cái combo mà Su dùng để hack chân, một cái combo gồm có chân váy ngắn kèm với cả giày cao gót. Cùng với đó là cái áo ở phía trên thì nó sẽ thuộc dạng kiểu hơi crop top. Cái áo này thì Su không cần phải sơ vin nha, mà nó chỉ đến cái phần xương này, gọi xương gì, xương ở phần hông của mình thôi. Nó không dài quá, nó cũng không trùm mông. Mọi người nhìn thấy là cái độ dài của nó rất vừa phải, qua rốn. Thì với những cái độ dài như thế này, nếu như muốn sơ vin mình vẫn có thể sơ vin vào được, nhưng nếu không muốn thì mình có thể thả ra mà nó không bị dài quá. Nếu như cái áo bị dài quá mà ở dưới mọi người mix đồ không cẩn thận thì nhìn sẽ kiểu bị ngắn người đi ấy. Thế nên đây là một lựa chọn áo khá là an toàn cho những bạn nào hơi nấm lùn một tẹo. Su cũng cảm thấy là chân mình đang khá là dài rồi, nhưng nếu bạn nào muốn kéo chân dài ra nữa thì mọi người có thể sơ vin cái chỗ này vào, bởi vì cái chân váy cạp cao ấy nó cũng sẽ giúp mình hack chân khá là nhiều đấy. Ôi dồi ôi, mọi người thấy không, chân dài quá, nhiều khi Su thấy kiểu chân dài quá trông lại kiểu bị bất cân xứng với những người đi cùng ấy, nên là Su sẽ bỏ ra. Đó, thì Su đã đi hai cái item với cái tông màu mocha này rồi. Còn một màu cuối cùng, một cái màu rất là trendy trong năm nay muốn chia sẻ với mọi người, đó là tông màu xám lông chuột.
cái dạng thuộc line màu xám đậm như thế này thì năm nay rất là nhiều hãng sử dụng, và Su thấy nó cũng là một cái tông màu khá là sang. Nhiều người thì nghĩ là cái màu kiểu xám như thế này thì sẽ chỉ phù hợp với các chị để đi làm thôi. Thế nhưng Su nghĩ không phải, cái đó nó phụ thuộc vào cái thiết kế của sản phẩm cũng như là cái cách mà mình mix and match nó như thế nào. Thì bây giờ chúng mình thử cái item này lên nhá. Đây là một cái váy màu xám lông chuột đậm và nó được thiết kế với cái dáng suông. Thì như mọi người nhìn thấy Su đang mặc để suông như thế này thì mình sẽ mix với cái những cái phụ kiện giày dép nó thấp thôi. Nếu như mà kiểu này mà đi cao lênh khênh ấy, nhìn nó bị khập khiễng. Với những cái váy suông này mọi người để ý giúp Su là đi giày bệt hoặc là giày thấp. Cùng lắm là mọi người đi giày 3cm như kiểu cái đôi giày mà Su đang đi thôi. Còn nếu mà cao từ 5cm đổ lên thì nó sẽ không phù hợp đâu. Còn nếu như mọi người muốn là cái váy này nó trở nên sang trọng hơn để mặc đi làm và mix cùng giày cao gót ấy, thì mọi người giúp Su là thêm một cái đai lưng vào để giúp cái vòng eo của mình thon gọn hơn, giúp cho tổng thể cái váy nhìn nó không có bị kiểu quá là thoải mái nữa. Thì cái dây lưng này là cái dây lưng chun mà Su giới thiệu với mọi người khá là nhiều rồi. Nó sẽ phù hợp với rất nhiều số đo và mình sẽ không bị cảm thấy quá gò bó ở trong đây. Nhưng cái váy nó sẽ vẫn được thu gọn lại. Ở phần cổ này của váy thì có một cái dây rút. Khi mà mặc ấy thì mình sẽ rút ra để cho nó rộng, mình chui cổ của mình vào. Sau đó thì mình thắt thành một cái nơ xinh xinh ở đây. Và cái cổ này khi mà mình rút lại, mình tạo thành cái độ sun ấy, thì mọi người có thể tự điều chỉnh cái độ sun cho nó phù hợp với cả sở thích của mỗi người. Sau đó thì ở cái phần ngực này nó sẽ có cái độ rúm rúm rất là nhẹ nhàng. Rồi mình thắt lưng vào thì nó sẽ tạo thành cái độ bồng bềnh. Có một cái phần chữ A nhẹ ở phía dưới cho váy như vậy. Thì đây là cách mà mọi người có thể mặc cái váy đi chơi này đi làm. Thì với cái màu này mọi người có thể là mix với cả một cái giày cao hơn, hoặc là một cái giày mang cái nét sang trọng lịch sự hơn. Su sẽ mix với cả một đôi giày màu đen và nó có cái điểm nhấn màu đỏ như vậy cũng được nha. Mình hoàn toàn có thể mặc cái set đồ này đến công sở và đi làm được. Thì với cái điểm nhấn là cái thắt lưng này, mọi người có thể sử dụng, đây là cái thắt lưng đi kèm của váy. Nhưng nếu mà mọi người thích phá cách hơn thì hoàn toàn có thể sử dụng những cái thắt lưng ngoài để cho váy có cái sự thay đổi đổi mới. Thì ví dụ như Su ở đây cũng có thêm một số những cái thắt lưng màu khác. Ví dụ như mình dùng màu đen thì đây là một cái màu rất là cơ bản rồi đúng không? Thắt lưng này sử dụng trong quá là nhiều video rồi. Bây giờ mọi người còn hỏi Su link mua đồ ở đâu thì chắc chắn là nó ở dưới phần mô tả của video này nhé. Đó, thì với cái thắt lưng này trông nó có những cái điểm nhấn kim loại này, mọi người thấy không? Nhìn sẽ năng động khỏe khoắn hơn. Thì cái giày này chắc là sẽ không hợp. Với cái thắt lưng này, Su nghĩ là Su sẽ mix cùng với cả một đôi giày sneaker hoặc là giày boots thì trông sẽ đẹp hơn. Su sẽ thử thay sang thắt lưng màu trắng đi coi. Tại vì cái màu xám này nó rất là dễ hợp với cả những cái màu trung tính khác nha. Thắt lưng màu trắng. Màu trắng cũng hợp, Su sẽ đổi sang giày màu trắng. Trông cũng ok mà đúng không? Đó thì là những cái cách mà Su đã kết hợp phụ kiện làm thế nào để một cái váy mình có thể mặc được nhiều kiểu. Có thể mặc suông này, có thể mặc cùng một cái option, một cái thắt lưng của nó, hay là mình mang thêm những cái thắt lưng khác của mình vào để đưa thành một cái set đồ mới. Kết hợp cùng với đó là túi này, giày này, hay là những cái phụ kiện như là khuyên tai vòng vèo để làm cho tổng thể set đồ được mới hơn. Thì như Su vừa nói đấy, nếu như mọi người hỏi Su link mua sản phẩm ở đâu hay là mua sản phẩm ở đâu ấy, thì chắc chắn nó đang ở dưới cái phần mô tả ở bên dưới video này. Thì tất cả những cái sản phẩm mà Su giới thiệu với mọi người ngày hôm nay ấy, mọi người hoàn toàn có thể dễ dàng mua ở trên sàn thương mại điện tử Lazada. Thì hàng tháng Lazada đều có những cái chương trình sale, mọi người có thể lên đó săn sale, săn voucher để được giảm giá khá là nhiều, được free ship này, rồi còn được giảm giá từ nhà bán hàng, từ Lazada, rất là nhiều những cái chương trình để mọi người có thể tiết kiệm được tiền và dùng tiền đó để mua thêm những cái quần áo khác. Thì đấy là tất cả những cái chia sẻ của Su ngày hôm nay với mọi người về những cái màu sắc đang trendy trong năm nay, để làm sao mọi người có thể mua được chúng, mặc vừa sành điệu vừa xu hướng nhưng vẫn có thể sử dụng được trong rất là nhiều dịp và trong một khoảng thời gian dài. Hy vọng là những cái chia sẻ của Su ngày hôm nay đến với mọi người thì đã giúp mọi người có những cái ý tưởng mới hơn cho cái việc là mix đồ mùa hè như thế nào.
Và bây giờ thì Su sẽ kết thúc video tại đây, bởi vì video đã được quay trong tận 2 ngày trời. Và Su sẽ edit video này sớm để có thể chia sẻ tới mọi người thật là sớm nhá. Tạm biệt mọi người.